Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Dự đoán cùng Thể thao văn hóa. Chúng ta hãy cùng đến với lượt trận cuối bảng D vòng chung kết EURO 2020. Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc sẽ chậm chán Anh trên sân động Wembley ở lượt trận cuối cùng bảng D. Khá ngạc nhiên là Cộng hòa Séc chứ không phải Anh hay Croatia mới là đội bóng có những màn thể hiện tốt nhất ở bảng D. Tính tới thời điểm này, họ không có ưu thế sân nhà ở bất cứ một trận đấu nào. Vậy nhưng đội bóng Đông Âu đã xuất sắc đánh bại Scotland 2-0 trên sân Hampden Park. Trước khi cầm chân Croatia trong một trận đấu mà họ áp đảo hoàn toàn về lối chơi, trong khi đó Tam sư chưa thể hiện được nhiều tại kỳ Euro năm nay, chỉ thắng tối thiểu trong trận mở màn trước Croatia, trước khi bị cầm hòa bởi Scotland trong một ngày thi đấu vô duyên của các chân sút trên hàng công. Bốn điểm sau hai lượt trận là không đủ đáp ứng kỳ vọng của những người hâm mộ xứ sương mù, nhất là khi đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate được coi là một trong những ứng viên cho chức vô địch. Chính vì thế ở lượt trận cuối trên sân Wembley, Anh buộc phải thắng xét để không chỉ chắc suất đi tiếp vào vòng knockout mà còn giành ngôi đầu bảng D để tránh các đối thủ mạnh ở vòng sau. Dù chưa thể hiện được nhiều nhưng đội tuyển Anh hiện đang có một diện mạo mới với những cầu thủ kinh nghiệm trẻ đều ba tuyến và những tài năng trẻ đang chơi nổi bật. Grealish hay Foden sẽ là sự lựa chọn thay thế cho Sterling khi ngôi sao thuộc biên chế của Man City không có được phong độ cao. Đá cao nhất trên hàng công của Tam Sư vẫn là Harry Kane, dù số 9 chưa có được pha lập công nào. Bên cạnh đó là khả năng trung vệ Maguire sẽ trở lại để củng cố hàng thủ sau khi hồi phục chấn thương. Bên kia sân rõ ràng chất lượng và chiều sâu đội hình của Cộng hòa Séc không thể so sánh với những người đồng nghiệp Dẫu vậy, hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Jaroslav Sinhavi vẫn đang hoạt động hiệu quả. Với Patrick Schick thi đấu đỉnh cao trên hàng công, số 10 bên phía Cộng hòa Séc đã có được 3 bàn thắng ở kỳ Euro năm nay. Hai đội mới chỉ gặp nhau 3 lần và thành tích đối đầu đang cân bằng khi mỗi đội có được một chiến thắng và một trận hòa. Phong độ của Cộng hòa Séc không thực sự ổn định với hai trận thắng, hai hòa và một thua ở 5 trận gần nhất. Thành tích này của đội tuyển Anh là trái ngược với mạch 5 trận bất bại trong đó có 4 chiến thắng. Và như vậy tỷ lệ của trận đấu này, đội tuyển Anh sẽ chấp Cộng hòa Séc 3 phần tư. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng những màn trình diễn vừa qua của chủ nhà Anh lại không mang đến được sự yên tâm cho người hâm mộ. Dẫu vậy với tính chất quan trọng của trận đấu cuối cùng thì 3 điểm vẫn sẽ là mục tiêu của học trò huấn luyện viên song ghét hướng đến. Với tỷ lệ chấp này người chơi có thể đặt niềm tin vào cửa trên. Và tỷ lệ tài xỉu của trận này là 2 1 phần 4. Số bàn thắng trung bình cho mỗi trận của bảng D là không nhiều. Cụ thể tỷ số trung bình các trận thắng của đội tuyển Anh là 1.16. Trong khi đó tỷ số của đội tuyển Séc là 1.5. Thêm đó là hàng phòng ngự ưu thế của cả hai đội bóng và dự kiến trận đấu này sẽ kết thúc mà không có nhiều bàn thắng. À, chúng tôi cũng nhận định rằng đội tuyển Anh sẽ vượt qua Cộng hòa Séc trận đấu này với tỷ số 1-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.